IOTA, chạm lẻ kết nối, tiện ích đa dịch vụ từ Z-Mobile. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tuần trước, tập 4 của Việt Nam Idol đã gây hiệu ứng bùng nổ với sự xuất hiện của những nhân vật đặc biệt, cá tính và đầy tài năng. Hello mấy anh chị của em. Trời ơi, em ơi. Và mục tiêu em đến đây chỉ có 4 chữ thôi: quán quân mùa tắt. Tập 4 ghi dấu ấn với 3 tấm vé vàng được trao tới những thí sinh tài năng. Với cô nàng tâm lý Phương Ly, anh chàng nhạc công tinh tế Thành Đạt và cô nàng tự tin vui tính Thanh Hiền. Cuối cùng mình cũng đã nhận được vé vàng rồi mọi người ơi. Yeah. Vé vàng rồi mọi người ơi, mọi người hãy ủng hộ cho Phương Ly nha. Thank God. No. Tập 4 Việt Nam Idol đã tiếp tục trở thành chương trình giải trí khung giờ vàng có tỷ lệ người xem cao nhất trên VTV3. Tiếp tục chiếm lĩnh top thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội. Xuất sắc đạt hơn 1 tỷ lượt xem ở tất cả hệ thống mạng xã hội. Để đạt được những con số bùng nổ này, một phần không thể thiếu chính là nhờ sự ủng hộ đồng hành từ quý khán giả. Song song đó, những nhận định đánh giá từ giới báo chí chuyên môn cũng góp phần làm cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng thị hiếu khán giả. Tập 5 của Việt Nam Idol tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm những tài năng nổi bật và độc đáo. Càng gần cuối chặng đường của vòng tuyển chọn, càng lộ diện những gương mặt cá tính và tiềm năng. Đến với Việt Nam Idol, mình mong muốn sẽ học hỏi nhiều hơn, hoàn thiện bản thân để có thể trở thành một thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Đây là cơ hội vô cùng quý giá đối với mình, và mình sẵn sàng gạt lại mọi việc ở Nhật để có thể theo đuổi niềm đam mê mà mình đã chờ đợi suốt 7 năm. Và Việt Nam Idol năm nay sẽ là cột mốc để mình khẳng định bản thân mình, và mình tin mình sẽ là idol của 2023. Nghe được anh Huy Tuấn và Mỹ Tâm và mình nhận lời ngay, và khi mà có cơ hội hợp tác với những người như vậy thì mình cảm thấy rất là vui. Tuy rằng có thể là khác nhau nhưng tiệu chung lại là chúng tôi đã cùng nhau kiểm soát cũng như là đánh giá một cách công bằng nhất để chọn những người tốt nhất cho Việt Nam Idol. Ba anh em thì lại rất là hợp tính, cho nên rằng là Tâm rất là vui vì hai anh ngồi cùng với mình là gọi là matching với mình. Hi. Wow. Cái thế đó là thế chào của bóng rổ hay? Cái này là thế chào vừa quý cô nhưng mà vừa hip hop. Ơi, hip hop never die. À, dễ thương quá. cái cách quen á là chị cảm thấy là một cái năng lượng. Cái năng lượng mang tính vũ trụ. Let's go. Rồi, cảm ơn Nhật, cảm ơn cô. Cảm ơn chị Tâm. Let's go, let's get it. Wow, áo đẹp nha, giày đẹp luôn. Nói chung là cái gì cũng đẹp. Cô chấm 8 điểm trước. Nhưng mà điểm thang chuẩn của cô là 20. Em này điểm cộng cái là em sáng và rất là xinh đẹp. Nó phải là một cái combo. よろしくお願いいたします。日本人ですね。日本人みたいですね。ああ、そうですね。ghê nha, Mỹ Tâm bắn tiếng Nhật ầm ầm nha. Yeah, có gì? Hoang mang lắm chứ gì? Chưa đâu. Chúng tôi sẽ làm cho các bạn bất ngờ. Hát thử bài đi em ạ. Nào, hát thử bài bài tủ của em nào. Người hãy quên em đi nào. Và đừng yêu em nữa nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, cuộc chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Tại sao anh quang dũng dũng lên để chúng ta phải đứng đây hát như vậy? Tại sao anh quang dũng ở đằng kia?
người hãy ăn đi anh. Nếu mà em là thí sinh thì em thi thì em sẽ hát bài gì ta? Em cứ hát cái bài nào mà nó tiết tấu á, là người tướng anh bất bại. Đúng rồi, em hát bài này, em hát bài gì nhỉ? Cái này là em thích này. Mình thích sau mỗi lần mà làm việc căng thẳng mình hay đi nhậu đúng không em? Một đơn giản. Hợp lý. Nha. Khi đôi môi em còn đỏ màu, em muốn nói em yêu anh. Khi mẹ còn trong hơi thở, lại gần hôn em đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em thấy hay, anh nói say tiếng đàn, vậy lại gần hôn em đi, lại gần hôn em. Anh sẽ đến mặt trời, lại gần hôn em, hay anh đến trời vơi. Giờ còn đôi ta, khiến là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, anh có muốn đi thật xa? Ta chỉ sống một lần trên đời. Đây, em trao anh cái bé suy nghĩ. Cái này đấy à? Thế thôi. Suy nghĩ lắm. Cô này được vé vàng luôn á. Em hát vậy mà không được vé vàng thì em cũng buồn chứ. Nếu mà có vé hồng anh trao vé hồng rồi. Có vẻ là giám khảo có thích đi thi hơn là ngồi trên kia đấy. Ít nhất là giám khảo áo hồng. Em có vẻ bắt đầu điểm tiếp em mới thi quá thì mình cũng nôn thi á. Hôm nay mặc đẹp muốn xuống đây đứng đúng không? Kiểu nó thế. Quá hiểu em là bây giờ là mình chuẩn bị vào tập tiếp theo phải không mọi người? Mình cũng còn khá là nhiều thí sinh ấy nhá. Mà vé vàng thì hơi khan hiếm. Em hy vọng rằng là nó vừa đủ hoặc là hơn thì em nghĩ rằng em lại tiếp tục điêu với lại. Lại xin. Xuất sắc thì mình trao thôi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Còn không xuất sắc mình lại suy nghĩ. Không xuất sắc gì á đưa em. Thôi làm giám khảo làm nét thế là đủ rồi đấy. Và đây là thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Chào mừng các thí sinh tiếp theo của Việt Nam Idol. Hey. Thông báo với các em một tin không biết là áp lực hay là tăng thêm độ phấn khích. Hiện nay chúng ta đã có 11 vé vàng dành cho các thí sinh. Như vậy là chúng ta chỉ còn 4 vé. Liệu có phải là 4 vé trong nhóm này hay không? Chúc may mắn cho các thí sinh của tập này. Và bây giờ là lúc các bạn sẽ gặp 3 vị giám khảo của thần tượng âm nhạc Việt Nam. Mở đầu tập này là hai cô gái với ngoại hình nổi bật và đầy tài năng. Hai cô nàng đều có chung niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc và khát khao chiến thắng chính bản thân mình. Liệu rằng sẽ có bất ngờ gì xảy ra? Cô nàng nào sẽ giành được tấm vé đi tiếp vào vòng trong? Xin chào ban giám khảo ạ, em tên là An Trinh. Em 20 tuổi và em đến từ Hải Dương. Hiện tại em đang học tập và sinh sống ở Hà Nội ạ. Cho phép em gửi lời chào đến ban giám khảo, em là Bảo Ngọc ạ. Không biết là chị Tâm có nhận ra em hay không. Cách đây 5 năm em có tham gia một cái cuộc thi. Chị Tâm là ban giám khảo. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là chị Tâm 5 năm trước với chị Tâm bây giờ không khác gì nhau mà có em còn thấy trẻ hơn nữa. Oh my god, em rất là mê à, hơi kỳ nhưng mà điểm. Rất là mê cái đẹp. Vào ngay nha. 8 điểm luôn. 8 điểm trước. Một lát nữa em hát xong thì cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì chị cho em xin viết kiếp. Tại chị đẹp quá. Đẹp lâu quá. 9. Trời ơi, game nó dễ lắm em ạ. Đẹp rạng rỡ mà em thấy là ngồi nhờ ngồi kế hai anh. Em xin phép không có đánh giá nhan sắc à. Hai anh hai bên, hai anh quá xuất sắc rồi. Dạ, ok. 10 điểm. Bây giờ là em sẽ hát bài gì nè? Dạ, một cái bài hát mà em cũng khá là thích.
ca khúc rất là nổi tiếng của anh Trung Quân, ca khúc Chị Mưa. Thế hôm nay là em sẽ hát bài gì nè? Bài hát là Có Ai Thương Em Như Anh ạ. Làm gì có ai thương em như vậy? Có ai vẫn luôn ở đây, đứng sau lưng em để như khi trời phai. Mong niềm vui chẳng mong gì xa xôi. Có ai thương em? Sáng em đi cuối thu đông về, hè sáng vội vàng quá. Mưa từng đêm vắng, mưa cứ rơi phố xa. Anh đi tìm yêu đương chiều qua. Ai vội vàng đi ngang lòng người, mang theo bao yêu thương thoáng qua như là cơn mưa rào. Bài hát này không phải để đi thi. Bài hát này là chị để nghe trong một chiều mưa, một chiều nắng êm ả trôi qua, để nhạc rồi mình đi nấu ăn, mình làm gì đó thì đó hợp lý hơn. Với phía chị thì chị chưa thể chọn em vào vòng trong được. Đó là ý của chị. Với ngoại hình của em và cái vóc dáng của em á, mà chỉ có hát không vậy nó hơi phí. Có bài gì tiết tấu hơn không? Có tiết tấu hơn không? Em xin phép hát một bài hát Crazy Over You ạ. Wow. Oh yeah, need to get it with the program. But I keep cold like slow down. Hit you with the red don't go that no no man. Hay, chị thích nha. Em kiểu dạng một nghệ sĩ giải trí anh. Mọi thứ của em là đủ tiêu chuẩn để mà đi theo cái nghề này được. Anh nghĩ ở cuộc thi này là giọng hát là quan trọng. Nếu chỉ là giọng hát không thì em hơi đuối so với các bạn mà được vào vòng thấy trong. Hay em có cố gắng nhưng mà chị thấy tiếc là vì chưa đủ. Cảm ơn. Anh thì anh không chọn được em lần này, nhưng mà anh tin rằng là với những thứ mà em đang có, em hoàn toàn có thể quay lại để trở thành phiên bản khác của em với Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam. Sorry. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cảm ơn em về đến chương trình. Cố gắng lên ha. Keep going and fighting. Ok. Cảm ơn nhá. Lại phí rồi. Xinh đẹp quá mà. Cũng tiếc chứ bộ. Tiếc. Em hay bị tiếc lắm nha. Trời ơi kỳ ghê á. Càng ngày thì sự cạnh tranh cho tấm vé vàng của Vietnam Idol càng cao. Không biết là các thí sinh đang nghĩ như nào, đặc biệt là với thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi. Xin mời Cao Đăng Hiếu. Em chào anh ạ. Chào chàng trai. Anh rất là thích trang phục này của em. Vâng. Nó có gọi là phong cách gì nhỉ? Phong cách về biển ạ. Về biển. Vậy thì bài hát của em nó có liên quan đến biển không? Chắc chắn là sẽ có ạ. Bởi vì em muốn mang một màu sắc nó thật là sự là tươi mới. Có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ rồi. Sự tự tin có ở đó rồi. Chúc Đăng Hiếu ghi điểm. Em cảm ơn anh rất nhiều. Hi, chào em. Chào em, xin được gửi lời chào tới các vị ban giám khảo. Em là Cao Đăng Hiếu. Năm nay em 21 tuổi, em đến từ Nghệ An ạ. Sao mặt vừa quen mà tên cũng vừa quen, không biết á. Chắc là do mặt em đại tràng quá hay sao? Không, em tươi. Nãy giờ là từ giờ trưa tới giờ em tươi nhất á. Mình gặp nhau chưa? Hình như là chưa hay sao ấy ạ? Em chưa thi cuộc thi nào luôn chưa? Vâng, em chưa dám thi cuộc thi nào cả. Vâng. Rồi bây giờ em sẽ hát bài gì nè? Em muốn mang đến một ca khúc của chính em sáng tác. Thì Nghệ An thì của em là có cửa lò, có biển. Thế nên là ngày hôm nay em muốn mang một bãi biển mini đến với Vietnam Idol của chúng ta ngày hôm nay. Ca khúc được mang tên là Ngắm Biển ạ. Vâng. Em tự đệm ạ? Vâng ạ. Em tự đệm piano luôn. Em tự đệm. Oh good. Em qua ngồi thử đi cưng. Vâng ạ, em xin phép ạ. Năng khiếu đó. Em xin phép bắt đầu ca khúc của em ạ. Mong rằng có một bãi biển mini sẽ ở ngay đây ạ. Anh không biết bơi không ạ. Trời thì em bôi kem chống nắng.
ngắm biển xanh ơi, gió cất nhẹ đôi lời, bước nhẹ trên bậc cát trải dài cùng với một cô người yêu mới. Nét mặt xinh tươi ghê, xinh như ngày anh đưa em về. Thoáng phút chốc cơn mưa rào đưa vào môi anh đi vào. Có một chút cảm giác rằng sẽ ở bên cạnh nhau thật lâu, nhưng chẳng thể nói, cứ lạnh lùng đi theo sao. Chắc giờ em cũng có một chút gì đó là phiền lo. Thì thôi, dù sao cũng chẳng phải đắn đo. Nhắm đôi mắt và nghe sóng biển rì rào. Chút hết âu lo, gửi vào mây bay nhẹ lên trên cao. Hòa mình vào những bờ cát trắng trải dài nơi đây. Vùi mình vào những thành âm viết lên từ câu chuyện tình của đôi ta. Nhắm đôi mắt và nghe sóng biển rì rào. Chút hết âu lo, gửi vào mây bay nhẹ lên trên cao. Hòa mình vào những bờ cát trắng trải dài nơi đây. Vùi mình vào những thành âm viết lên từ câu chuyện tình của đôi ta. Yeah. Đón bình bình trên con sóng vượt xô. Khóa bàn tay sát vào nhau, trốn khỏi nơi xô bồ. Em cứ đứng đó, nhắm đôi mắt vào thần mình thơ bờ cát màu nắng. Mặt trời vừa lo, em ghé vào tai và nói anh luôn là bên em lúc cần. Đáng lẽ anh nên trao em một nụ hôn đậm sâu vào ngay lúc đó. Nhưng vẫn âm thầm vuốt nhẹ làn tóc em đềm nhẹ bay trong gió. Ngồi lại gần một chút, anh cảm thấy mình dồn dàng từng phút. Tim mình loạn nhịp chậm lại một chút. Heo tung cánh sẽ là khoảng trời em dù trong nắng vàng. Có một chút cảm giác rằng sẽ ở bên cạnh nhau thật lâu, nhưng chẳng thể nói, cứ lạnh lùng đi theo sau. Chắc giờ em cũng có một chút gì đó là phiền lo. Thì thôi, dù sao cũng chẳng phải đắn đo. Nhắm đôi mắt và nghe sóng biển rì rào. Chút hết âu lo, gửi vào mây bay nhẹ lên trên cao. Hòa mình vào những bờ cát trắng trải dài nơi đây. Vùi mình vào những thành âm viết lên từ câu chuyện tình của đôi ta. Nhắm đôi mắt và nghe sóng biển rì rào. Chút đất âu lo, gửi vào mây bay nhẹ lên trên cao. Hòa mình vào những bờ cát trắng trải dài nơi đây. Vùi mình vào những thành âm viết lên từ câu chuyện tình của đôi ta. Ooh, yeah, yeah. Ha, ha, ha. Wow. Trong công việc có một cái accident lớn như vậy mà em cũng giải quyết được là hay đó. Có nghĩa là sao mà cũng làm được vậy. Như chị là chị bị mất tập trung vô cái micro là chị không làm được chuyện gì luôn á. Cũng là một thử thách thật đấy ạ. Vâng, bởi vì đệm một tay chắc chắn là sẽ không được như hai tay. Hay ghê. Thật ra thì bài hát này là em sáng tác như vậy là chị thấy em có khả năng sáng tác rất là tốt. Giọng hát thì chị thấy hơi chưa đặc biệt lắm. Nhưng mà chị đánh giá cao về mọi thứ của em. Để chọn đi tiếp á, chị cũng cần phải hỏi ý với hai anh thêm một chút xíu. Cái giọng hát em, anh nghĩ là một cái giọng hát sáng. Cái mà chị Tâm chưa nghe được, đấy là những cái xử lý nó tinh tế hơn. Cái tiết tấu, cái trường độ nó quá nhanh. Thành ra là thiếu những cái khoảng gọi là nghỉ để chị Tâm có thể nghe thấy sự luyến láy hay xử lý ở đâu đó một vài câu. Em sáng tác được nhiều chưa? Tính đến điểm hiện tại thì em cũng được mười mấy hai chục bài rồi. Toàn kiểu này thôi à? Không ạ, nhiều thể loại á. Bởi vì ca khúc này là nó viết về mùa hè, mà bây giờ đang rất là nóng cho nên em muốn mang năng lượng của biển đến với tất cả mọi người đấy ạ. Thế là chọn sai bài rồi đấy. Thế là chọn bài theo dự báo thời tiết. Đấy. Nó hơi khó cho tụi anh là thứ nhất. Trước em có những cái bạn sáng tác tốt, hát tốt, đánh đàn cũng rất là tốt. Nếu mà em thi trước các bạn đó đó nhiều thì em sẽ được không có biển ăn tăng suy nghĩ. Tất nhiên anh thấy em có khả năng và anh cũng rất là mong chờ sắp tới em sẽ khác như thế nào. Chắc chắn là em sẽ cố gắng chọn bài nào nó phù hợp một tí và giai điệu nó sẽ chậm hơn một tí để cho ban giám khảo có thể nghe được. Bài này đúng là không phải là một bài lợi một có lợi cho em, đúng rồi, không phải một lựa chọn tốt để mọi người có thể cảm nhận được cái giọng hát hoặc là cái cách em hát. Mà đi thi thì chỉ có một cơ hội thôi, làm gì có nhiều cơ hội để mà mình chọn tới chọn lui nhiều bạn còn được không? Cho nên mình phải chọn đúng, chứ mình không thể nào mà mình cứ chọn ở đây là mùa hè thì mình chọn bài mùa hè cho vui, không có thể cho vui được. Tôi chịu ban giám khảo đấy, thí sinh chọn bài để đi thi thì bảo là lẽ ra em phải chọn cái gì phù hợp hơn với mình. Chứ đừng chọn những bài chỉ để đi thi Xong rồi đến một bạn nó chọn rồi đi thi xong đó, chị nghĩ là những cái bài này nên là cũng không cần phải trưng trổ quá.
Hôm nay em mặc cái áo này cũng phong thủy nha. Anh thấy nó giống cái bé bạc lắm. Thử em cầm thử cầm hơn coi. Thử cầm hơn coi. Nhưng mà em có một cái vé vàng. Cái đèn này màu vàng. Cái đó nó hơi nhỏ quá. Rồi. Cái đế là vàng hả? Vâng, màu vàng đấy. Đó thì nhưng mà có thể đổi được ấy. Ngân lượng là có thể đổi được. Ngân lượng có thể đổi. Nó phụ thuộc vào cái độ may mắn của em tới đâu. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Xin đâu. Em xin phép. Bye bye. Em cũng rất là người ạ. Thật sự là rất là lo, mặc dù là vé bạc thôi nhưng mà nói thật là cũng vui là bởi vì là số lượng vé vàng đang có hạn. Này, có vé là chuẩn bị lên tàu được rồi. Đóng gói hành lý rồi, yên tâm đi. Anh nghĩ rằng là giám khảo đã nhìn thấy một cái tiềm năng của em. Thì hôm nay em có một chút trục trặc là cái mic của em nó bị rơi ấy, thành ra là em đệm được một tay, thành ra là cái tinh thần của em nó không được tốt. Nếu như được vào thì chắc chắn em sẽ chuẩn bị một khúc nó phù hợp nhất hơn với em và... Không có sự cố nữa đâu. Nhưng mà sẽ có màu sắc của rất là riêng của em. Vâng, chắc chắn là thế ạ, sẽ cố gắng ạ. Đúng rồi, chúc mừng Đăng Hiếu. Vâng, chúc mừng. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Vũ Thị Thu Hiền, nghệ danh của mình là Helen. Công việc hiện tại của mình là một ca sĩ tự do. Việt Nam Idol năm nay sẽ là một cột mốc để mình khẳng định bản thân mình. Và mình tin mình sẽ là idol của năm 2023. Và mọi người hãy cùng theo dõi hành trình tiếp theo của Helen nhé. Hi. Wow. Vâng ạ, em xin chào ban giám khảo. Em là Vũ Thị Thu Hiền ạ, nghệ danh của em là Helen. Em đến từ Hà Nội. Vào năm 2018, em đã từng có một cơ hội may mắn được tham gia một sân khấu lớn về ca nhạc. Nhưng đối với em thì cuộc thi đó và cái phần thể hiện đó của em năm đó thì em nghĩ em là một thảm họa. Lần đầu tiên trong cuộc đời em được đứng trên một sân khấu lớn và được cầm mic luôn. Bởi vì thực ra là trước đó em là một vận động viên thể thao. Bây giờ còn không? Đấu kiếm ạ. Bây giờ còn không em? Rồi. Dạ không ạ, em bỏ rồi. Kiếm Nhật đó hả? Vâng, cái kiếm Nhật đấy chị. Tiếp cái cuộc thi đó vì sao em cho đó là thảm họa? Thực ra là thảm họa đầu tiên là do bản thân em nghĩ đúng là năm đó thì em không có kinh nghiệm đứng trên sân khấu. Và em đã hát rất là trôi cái phần đó đi. Lúc đó thì thực ra là để mà nói mà không buồn thì đó là nói dối. Em có hơi buồn một chút. Nhưng mà sau đấy thì em cảm thấy rằng là thực ra bản thân em làm không tốt mà. Loại là có lý do 5 năm để em có cơ hội. Thật sự rất may mắn, em cảm ơn chương trình và cảm ơn các anh chị đã cho em một cái cơ hội rất là lớn khi em được quay trở lại đây để khẳng định bản thân mình và em tự tin hơn và em thật sự có tâm hơn nữa với nghề. Luyện ổn chưa? Dạ, em ổn ạ. Và em đang rất hạnh phúc vì em được gặp những tiền bối thật sự trong cuộc đời em chưa bao giờ được gặp cả. Em đã đến xem live show của chị Tâm. Oh, really? Trời ơi, và chị là động lực rất lớn để em thật sự phải cố gắng và em thức tỉnh bản thân em là em phải cố gắng và em phải thật sự có tâm hơn nữa với nghề. Hay quá. Anh Dũng nữa. Cảm ơn em. Bộ phim sắp tới Đất Phương Nam của anh em mong chờ bởi vì em cực kỳ mê bộ phim đó. Cảm ơn em. Hay quá rồi. Anh Tuấn cũng vậy ạ. Cảm ơn em nhé. Thế bây giờ em sẽ định hát bài gì nè? Sau đây thì em sẽ thể hiện phần thi của mình với một ca khúc mang tên là Sợ Yêu ạ. Ok. Nhưng mà là ca khúc thôi đúng không? Chứ em cũng không sợ. Mình không đâu, sợ đúng yêu không? Đâu. Vâng ạ, phải yêu chứ ạ, phải yêu nhiều đấy ạ. Đấy. Để nói anh thế thì mọi chuyện nó lại dễ rồi. À hồ, nó game lại dễ hẳn. Rồi mời em nào. Cảm giác trong em lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng. Những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Sợ những yêu thương trong tàn, sợ phút giây ta vội vàng rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là cơn mơ. Thật khó để em chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần. Dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần. Sợ những yêu thương trong ta,
sự phút giây ta vội vàng dừng, ngày mai lại trách nhau phũ phàng. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yếu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lớn dài, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Sợ lắm yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yếu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lớn dài, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Sợ người ta thấy em thương hại, anh mới quay lại. Mình không sợ yêu mà tự nhiên mình chọn bài sợ yêu chứ ta. Cứ dọa cho người ta sợ thế thôi. Thực ra là điểm mạnh của em là những cái nhạc tiết tấu hơn một chút xíu. Thế hãy cho anh một bài tiết tấu đi xem nào. Dạ, em sẽ thử bài Waiting For You. Một đoạn ha. Ok. Biết anh đã có người ở gần bên, nhưng em sẽ vẫn đứng ở đây và chờ anh. Mưa giông bão tôi chẳng quan tâm đến ngày đêm, cái suy tình này trọn ở phía sau thầm nhớ mong anh baby. Vì say mê ánh mắt yêu luôn cả bờ môi, muốn nói với cả thế giới chỉ thương anh mà thôi. Đắm đuối ô cháy lên ngọn lửa tình yêu, bùng lên mạnh mẽ và thiếu đó baby, just what I'm feeling. Anh thích nha. Ok, anh chọn đi. Wow, con người làm em bất ngờ quá. Là anh mới thích thôi nha. Ta khó vậy. Khó ghê. Thôi anh nói gì anh nói đi anh. Cái đặc biệt ở bạn ấy là cái âm vực trầm và trung rất chung. Tốt. Còn cao thì em chỉ có cái gằn của em là chị không thích thôi. Ừ, cái gằn nó đang hơi quá, cái đó có thể tiết chế được. Tiết chế lại cái đó chút xíu. Tiết chế được. Mà nếu em gằn mà hay gần... như chị Ngọc á thì hãy giữ. Không, cái gằn đấy nó cho người ta cái cảm giác nó hơi cũ một chút. Đấy. Thật ra thì em cũng thích, nhưng mà màu này mình cũng có nhiều trong cái cuộc thi này đó. Nhưng mà em này điểm cộng cái là em sáng và rất là xinh đẹp. Nó phải là một cái combo. Nó phải là một cái combo chứ. Nó phải là một cái tổng thể. Chị cũng muốn chọn em. Nhưng mà sao ta? anh Tuấn làm gì làm đi. Chị muốn chọn em. Rồi. Xét về tổng thể thì chị nghĩ em xứng đáng vào vòng trong. Vậy là? Một yes, hai yes, and ba yes. Ba yes. Thì... Chúc mừng em. Ba nước mình. Ba nước mình không bao giờ giống nhau. Cái từ duyên ba nước mình là nó khác nhau lắm luôn. Không khác thì mới lạ chứ. Chúc mừng em. Đinh, cảm ơn em, chúc mừng em nha. Cố gắng lên nha. Cố gắng lên. Không, cũng xứng đáng là bởi vì rất là chỉnh chu. Đúng rồi. Rất là kiểu đầu tư nghiêm túc giọng hát cũng không hề dở nha. Nhưng cái là chọn bài hơi thôi mấy hơi một cái chỗ không một chưa đã bị... cái đấy thì bảo nó đấy là ok. Khi mà nhận được tấm vé vàng này thì điều đầu tiên mình nghĩ đến đó là thật sự là bản thân mình đã rất là nỗ lực và thật sự là mình đã thay đổi bản thân mình rất nhiều. 5 năm qua là năm của sự học hỏi, cái mark của sự thất bại
cái map của quá khứ bây giờ nó không còn nữa rồi. Bây giờ là highland của sự thành công Idol 2023. Fly me to the moon, let me play among the stars. Có hạnh phúc gì bằng khi niềm đam mê âm nhạc của các con được chấp cánh bởi những người mẹ tuyệt vời. Những người mẹ đã đồng hành cùng con mình tại Việt Nam Idol, luôn đứng sau ủng hộ con. Với sự đồng hành của mẹ tại chương trình, chắc chắn là lợi thế rất lớn cho hai cô gái xinh đẹp này. Hãy cùng chờ xem họ sẽ mang đến câu chuyện đặc biệt gì nhé. Lời nói đầu tiên thì cho phép em được gửi một lời chào đến ba vị ban giám khảo. Em tên là Trần Tina và năm nay em 21 tuổi. Ngày hôm nay thì em đến với cuộc thi với một cái hình tượng là một cô gái sẽ cầm một cây guitar để có thể cùng hát. Và chị Tâm ơi, thật sự đây là một cái hình tượng mà em lấy cảm hứng từ chị. Dạ, tại vì em rất là yêu thích những cái lúc mà chị cầm cây guitar của mình và đàn hát. Đó là lý do tại sao mà em có một cái hình tượng như là ngày hôm nay. Có sáng tác gì không Gưng? Dạ có, và ngày hôm nay thì em muốn gửi đến cho ba vị ban giám khảo một ca khúc mà em tự sáng tác. Dạ. Hay quá. Rồi bây giờ mình thử nha. Dạ. Anh hơi lại đây để tâm tư cùng anh với nhé. Sẽ ra sao ta cùng nhau lên không gian để ngồi ngắm vì sao từng ngày. Dù em nghe ngây thơ khờ dại, nhưng điều đó là anh nằm mơ hàng đêm đây. Vì em chỉ muốn gần anh hơn một lần thôi. Mà em chỉ thấy duyên tình ta thật khó cách xa. Hát cũng được mà. Hát giọng cũng trong trẻo, dễ thương, sáng. Anh yes đó. Wow. Anh nghĩ em có cái riêng của mình. Từ sáng tác và tới giọng hát có vẻ như nó rất là hợp với nhau. Có thể nó không có wow, nó không có ấy, nhưng mà anh thấy nó có tâm hồn và anh ủng hộ điều đó. Dạ em cảm ơn anh. Anh thì anh ngược lại với anh Dũng một chút. Anh cảm thấy rằng cái sáng tác chưa tôn được cái giọng của em lên. Nó cũng chưa có được một cái giai điệu mà thực sự nó bắt tai, hoặc là nó có thể có cái không gian để cho em thể hiện nhiều hơn. Chưa thuyết phục được anh ngày hôm nay. Và bây giờ có cái chị áo hồng ấy thì không biết. Rồi hôm nay đi có ai ủng hộ không? À, có mẹ của em cùng đi chung với em ạ. Wow, sướng quá luôn. Mẹ em có hát không? Mẹ em thì thích hát lắm, nhưng mà không có thực hiện được ước mơ làm ca sĩ, cho nên là rất là mong muốn là con gái có thể thay mẹ. Dạ. Con có một người mẹ mà thích hát như vậy thì rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng là con sẽ có được cái may mắn
trong những sự lựa chọn tiếp theo của bạn Đăng Khả. Dạ, vâng. Dạ. Suy nghĩ. Hy vọng rằng là con sẽ may mắn để được vào vòng trong. Cảm ơn bà Giám Khả. Có rất nhiều người sẽ cảm thấy căng thẳng với sự hiện diện của cha mẹ khi mà mình phải thể hiện trên sân khấu. Nhưng mà không, với những thí sinh tại Vietnam Idol thì các bạn ấy rất là vui và có khi còn không thể thiếu được sự hiện diện của bố mẹ đi cổ vũ. Hãy cùng gặp gỡ thí sinh tiếp theo, Sana Huỳnh và mẹ của cô ấy. Mẹ có hay đồng hành cùng với em trong những cái lần đi thi hay là đây là lần đầu tiên? Trong suốt hành trình của em từ nhỏ đến lớn thì mẹ luôn luôn đồng hành ở mọi thời điểm. Chắc chắn là chị rất là tự hào về con gái rồi. Nhưng mà để tả về cô con gái xinh xắn của mình thì chị thấy ở nhà Sana Huỳnh thế nào? Perfect. Không biết dùng câu gì hết. Cái hai mẹ con động viên nhau thêm một lần nữa đi. Thank you. Xin mời. Bước ra là chị đã thấy là hay rồi đó. Dạ em xin chào quý vị ban giám khảo. Chị chọn em. Oh. Xin chào. Em tên là Huỳnh Thụy Trúc Lam. Mọi người hay gọi em là Sana Huỳnh. Tên cũng đẹp nữa. Em 21 tuổi ạ, em đến từ thành phố Vũng Tàu. Hiện tại em đang là sinh viên ngành du lịch tại Đại học Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Em chắc không phải là... Em biết anh chuẩn bị hỏi gì rồi đúng không? Dạ, em biết ạ. Tất cả mọi người ai mà gặp em lần đầu thì cũng sẽ có câu hỏi này đó. Dạ đúng rồi. Cũng chia sẻ thật luôn là em là con lai. Mẹ là người Việt ạ, ba ở Ghana tại Châu Phi ạ. Wow. Nên là em mới có ngoại hình như thế này ạ. Châu Phi là nhiều gọi là nhịp điệu đấy nha em nhá. Nếu mà em mà gọi là có một chút bài ảnh hưởng đó mà ảnh hưởng kiểu như của bố thế vào đây thì quá là tuyệt vời đấy. Thế bây giờ hãy làm cho mọi người bất ngờ đi nào. Và cái phần thi của em hôm nay thì em xin được gửi đến quý vị ban giám khảo ca khúc Hello Việt Nam ạ. Ok. Bất ngờ không? Bất ngờ chưa? Ok. Dạ. Ok bạn. Dạ, em xin bắt đầu ạ. Tell me all about my color, my hair and my little feet that have carried me every miles of the way. Once I see your house, your streets of the empire of gold, wooden stamps, floating markets, light of gold. All I know of you is the size of war, a film by Coppola and the helicopter's roar. One day I'll touch your soil. One day I'll finally know your soul. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. To say hello, Vietnam. Để nói xin chào Việt Nam. Em xin cảm ơn ạ. Em thích hát cái giọng này hay vì em đi thi nên là em phải chọn cái bài này. Hãy cho một lý do đi. Vì câu chuyện của em nên là em cảm thấy là em lựa bài này nó hợp lý ạ. Em đang lựa theo kiểu hát event rồi. Anh chào mừng ở cuộc thi á là người ta mới chọn cái bài gì mà để cho mình cảm giác mình hay nhất, thấy không? Cái bài này á lúc đầu bạn Duy là đánh rất là tiết tấu, bắt đầu em vô hát cái tự nhiên em hát thành ballad bình thường luôn. Chị với anh Tuấn là vẫn đang nghĩ là sẽ là nó có nhịp điệu hơn á. Em thử bài nào cho nó đúng là mình đi. Em hát ca khúc Bay được không ạ? Được luôn. Bạn đã hợp em luôn. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên.
theo nụ cười rạng ngời, bay lên cao, bay lên cao như con cao. Quay quay xa về gần rồi nhẹ nhàng lại bay quay thêm một lần, cuộc đời như lăng lăng, như lăng lăng không ngại ngần. Ta về trong mơ, về trong mơ. Đó, cái bài đó lẽ ra là phải chọn đấy mà. Bạn hát cũng tốt đấy. Dạ vâng, chưa đủ thuyết phục vào vòng trong bằng cái vé vàng, nhưng mà là lạ rồi này kia thì em nghĩ là có một sự suy nghĩ được. Ok, anh cho đồng bạn ý. Ấy. Anh đồng ý luôn đấy, chứ anh cũng không suy nghĩ gì. Ừ, thì thôi em cứ trao cho bạn một chiếc áo vàng. Anh trao đi anh. Thôi mấy người có kiểu tóc đẹp giống nhau trao cho nhau. Đúng rồi, anh nói anh á, trời ơi. Ok, thôi rồi anh sẽ bỏ mũ rồi. Cho nó đúng cái phù hợp với cái... Anh trao cho em một chiếc vé bạc nhá. Vì cái vé bạc này sẽ được cân nhắc cùng với rất là nhiều cái vé bạc khác. Nếu mà em có cơ hội may mắn thì em sẽ... thì em sẽ được chị Mỹ Tâm chụp ảnh cùng anh. Dạ em cảm ơn ạ. Yes sir. Welcome my brother from another mother. Waka waka wo. Waka waka wo. Đây là một chàng trai to cao, đẹp trai, học giỏi, khoa học hàng không. Trời ơi, ngành ấy nghe nó thấy bắn thẳng lên bầu trời đấy. Em sẽ mang tới một phần trình diễn theo cái hơi hướng âm nhạc như nào? Dạ, ca khúc em chuẩn bị hát là được sáng tác bởi nhạc sĩ Hải Sâm, mang tên là Không Cần. Nhưng mà anh nghĩ là em rất cần sự tập trung, quyết tâm, cần một chút may mắn và cần một tấm thẻ từ ban giám khảo. Chúc em có tất cả những điều đó. Ok, ok, let's go. Rồi, em xin chào toàn thể ban giám khảo và toàn thể Việt Nam Idol. Oh. Hi. Wow. Cái thế đó là thế chào của bóng rổ hả em? Cái này là thế chào vừa quý cô nhưng mà vừa hip hop. Hey, hip hop never die. Dạ, em tên là Nguyễn Tri Thức, em sinh năm 2000 và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Hiện tại là em đang theo đuổi ngành khoa học ứng dụng hàng không tại trường RMIT ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo mình thấy thì âm nhạc có một cái kết nối rất là đặc biệt với vũ trụ, là bởi vì âm nhạc nó cũng dựa trên sự dao động, những cái tần số nhất định, và những cái vũ trụ xung quanh chúng ta cũng đều vận hành theo cách như vậy. Khi những cái tần số, những cái dao động nó đến tay chúng ta, nó sẽ tạo ra những bản âm hưởng đặc biệt. Cũng giống như mình, riêng bản thân mình thì mình cảm giác như những cái tiếng động cơ, những cái tiếng phản lực, những cái chiều không gian, những cái va đập của không gian ngoài vũ trụ kia, nó ảnh hưởng đến trái tim mình, cũng ngang cách âm nhạc ảnh hưởng đến mình. Em theo đuổi cái ngành khoa học ứng dụng hàng không, tại vì khi còn bé em rất là thích những cái vì sao trên trời. Hay cũng quá như là thích bay luôn. Đó, và em cũng giờ âm nhạc cũng khiến cho em bay bổng, cũng cho em một cái nguồn năng lượng nó cởi mở, nó tỏa sáng hơn như mặt trời. Em nói thêm về cái ngành em học đi. Khi cái bằng này tụi em học, tụi em tốt nghiệp xong thì tụi em sẽ đi về thiên về cái hướng quản lý hàng không. Cho nên sau này khi mà có điều kiện may mắn luôn á là lên tiến sĩ thì em sẽ muốn làm bên cái điều tra tai nạn an toàn bay. Là dạ. Hộp đen đồ đúng không? Dạ đúng rồi, liên quan cái hộp đen rồi xác máy bay. Rồi được, cái lý do gì là mình đi thi idol, nói chị nghe coi. Em nghĩ lý do quan trọng nhất và cũng là lý do tất yếu nhất là em muốn chứng minh bản thân. Đi tìm hộp đen của chính mình. Chính xác. Thứ nhất là mặt em rất là thông minh nha. Cái cách của em á là chị cảm thấy là rất là mà một cái năng lượng. Cái năng lượng mang tính vũ trụ. Thế bây giờ em định là hát bài gì nè, theo chị là đoán nha. Hip hop, một cái gì đó hip hop. Không. Chết rồi, chị lại sai rồi, chị xin lỗi em đi. Rồi chị xin lỗi em. Dạ, thì hôm nay em đến với chương trình, em sẽ hát một ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Hải Sâm, mang tên Không Cần. Lại phong thủy rồi.
Không cần, đúng rồi. Sau khi đi tìm hộp đen tìm được thì Kim không cần. Vậy thôi. Ok. Thì trước khi bước vào phần trình diễn, em có thể nào lên phía ban giám khảo cùng tay mọi người một cái để truyền năng lượng còn luôn. Còn hơn được nữa mà. Ok, let's go. Chúc may mắn. Rồi, cảm ơn nhiều. Cảm ơn cô. Yeah. Let's go, let's get it. Let's go, let's get it. Áo đẹp nha, băng tay cũng đẹp luôn, giày đẹp luôn, quần đẹp, nói chung là cái gì cũng đẹp. Cô chấm 8 điểm trước. Rồi, em cảm ơn ban giám khảo. Nhưng mà điểm thang chuẩn của cô là 20. Với lại trước khi biểu diễn, em xin phép là có thể là em biến cái nơi này thành cái phòng của em luôn được không? Được. Còn hơn như thế cũng được luôn. Ok, can I try? Thành sân bay luôn cũng được luôn, thành sân bay luôn. Rồi, anh piano. Dễ thương. Dễ thương không? Bóng tối cứ thế dần lôi giấc ngủ em vào trong những màn mưa. Wow. Nhức nhối tức tối bước bối em phải lo bỏ qua giấc ngủ trưa. Yeah. Chẳng giống như ta hồi xưa vui đùa bao mùa rừng đây lại như là thiên đường. Oh tại my sao God. Giờ đây mọi thứ quá tầm thường. Đó, kiểu nó vậy. Gió cuốn, gió thét, gió ré. Tên của ai đằng sau tấm màn thưa. Yeah, let's go. Ring ding 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 dong dong. Tên của ai nhăn em đã ngủ chưa. Còn chờ gì đằng sau cơn mưa khi người ta đã nói em không cần anh nữa. Không cần, không cần, không cần. Oh baby, no 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 yeah. Sao em cứ luôn phải đau buồn thế? Như bông hoa đang mùa tan gần kề. Chuyện tình yêu vẫn mãi luôn. Đâu phải dễ trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời hẹn thề. Ai biết đâu ai lỡ đem lòng say mê. Dễ luôn nha. Woo. Hết hết nha. Thang điểm gì thuộc xuống còn 10. À, rồi. Yeah, dễ thương. Ê, hay nha. Hay anh nha. Thích em nha. Thiệt. Chị cũng thích em nha. Thiệt lòng, thang điểm của chị 20 chứ chị là xuống 10 rồi. Hip hop là anh thích rồi đó. Hip hop never die. Yeah. Rồi, bây không giờ... biết khán giả thích không chứ mà anh thích. Không biết khán giả thích trong ta. Ừ. Nếu mà một chút hip hop thì em nghĩ có thể sẽ có rap. Lên luôn. Rap luôn. Tôi thầm nhớ về mùa hạ, tôi mơ về tiếng về bay, nhớ cánh đồng lúa mạ, nhớ những chiều nắng chiếu khe tay. Tôi thấy vạn vật chuyển xoay và thế gian quay quanh đỉnh đầu, và tôi quay ngắt người nhìn lại, đó là những gì tôi mất từ lâu, man. Wow. Cái này anh tự viết luôn hả? Cái mặt, cái mặt. Anh tự viết. Oh, I did it, my god. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà vào vòng trong thì mình định sao? Em sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn giống như là bay vậy đó, cũng sẽ có từng phân khu và giai đoạn. Cái này là mình chỉ có ekip chương trình và ban giám khảo thôi, thì nguồn năng lượng đấy vẫn còn quá kém. Em nghĩ chắc nếu trong lần sau em sẽ bung thêm một nấc nữa. Bung thêm một nấc nữa. Bung thêm một nấc nữa nguồn năng lượng. Nấc năng lượng. Trời ơi. Em sẽ cho một cái bài và em sẽ điều khiển cái tông giọng của mình ổn định hơn. Chính nhưng xác. Mà nó mạnh mẽ hơn. Chính xác. Rồi đồng thời là em cũng thể sử dụng cái ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh. Nếu không có thể mix master rồi đồng thời phối hợp biến hóa những phép phương trình hóa học này nọ này kia. Chị chọn em rồi, không nói nhiều. Em sẽ cố gắng không để phụ lòng cho các ban giám khảo ở đây trong tương lai. Anh cũng muốn coi em lần sau em làm cái gì nè. Tung bay năng lượng như thế nào. Anh cũng tò mò lắm đó nha. Anh. Anh hai, yes. Yes. And. Anh. Yes. Ba, yes. Yes sir. Let's go. Nhưng mà đây em biết cái tâm không? Yes sir. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Ban tổ chức té xỉu chưa? Yes sir. Giỡn mặt hả? Trời ơi, giờ được cái tấm vé vàng này là em hứa sẽ bung hết năng lượng vì ban giám khảo. Chúc mừng em. Dạ rồi, chắc em xin phép lời đầu tiên cho em cảm ơn anh pianist. Hey, good job. Anh chuyên piano. Rồi em đập tay anh luôn được không ạ? Let's go. Ông hôn tâm thiết rồi vô cho anh hát bài nữa luôn. Rồi em xin cảm ơn ekip chương trình cũng như là ban giám khảo và toàn thể mọi người trong Việt Nam Idol đã tạo nên một sân chơi như thế này cho tụi em. Em cảm ơn. Thank you. Cảm ơn em.
Hay ta. Hay ta. Chí Thức, tay trắng đi nhá. Ok, hẹn anh sau nhé. Này, cái gì đấy đấy? Rồi. Chúc mừng. Ông em, phải nói rằng là anh rất là mừng vì thấy có một cái cá tính như thế này bước vào vòng tiếp theo của Vin Idol đấy. Em thấy rằng đây là một cuộc chơi và quyết tâm của em luôn luôn sẽ là người chơi tới cùng. Đúng, chính xác. Mình vượt qua chính bản thân mình, chiến thắng những cái gì mà chưa hoàn thiện để mình làm tốt hơn nữa. Nhưng điều quan trọng là em đã có cơ hội để thể hiện điều đó trong vòng tiếp theo. Chúc mừng Chỉ Thức. Yeah, đúng rồi. Yes sir. I will stand by you forever. I can be your hero. Giá mà anh em mình đẹp trai như Enrique Iglesias nhỉ? Thì nói rằng là một người rất tài sắc vẹn toàn á. Nhưng mà em cũng là một người rất là đẹp trai, cũng rất là cuốn hút. Đối với em, cơ hội xuất hiện tại Việt Nam Idol nó như nào? Theo em á, là cái thời điểm đẹp nhất để em bước vào âm nhạc nó qua rồi. Nhưng mà em lại nghĩ đây là thời điểm chính xác nhất để em bước vào nó. Không có gì quan trọng bằng thực tại. Trước mắt mình là cơ hội để gặp gỡ những vị giám khảo rất nhiều những cái kinh nghiệm. Ít ra họ cũng sẽ cho em những lời khuyên. Còn tuyệt vời hơn nữa, mình sẽ có thể cầm vào một chiếc vé bạc hay là vé vàng. Đúng không nào? Chúc Đoàn Thanh sẽ gặp may mắn. Em cảm ơn em. Hi, chào em. Em xin chào quý ban giám khảo ạ. Em tên là Thanh, Thanh Trông. Thank you mọi người đã cho em cơ hội đứng đây ngày hôm nay. Wow, có chuẩn bị. Em xin phép gửi tặng cho quý ban giám khảo một bài hát của em tự sáng tác. Bài hát này mang tên là Dây Dưa. Anh biết từ Dây Dưa không? Vâng. Whisky đêm này, hồn ta trên mây, cần em nơi đây để ta vơi đi những nỗi buồn, vơi đi những nỗi sầu. Dù biết sẽ có lúc tình ta sẽ xa, dù là xa nhau đôi chút hay là xa nhau mãi mãi, thì anh vẫn luôn nơi đây chờ. Yeah. Đừng nói chi thêm, tổn thương nhau đến khi nào. Đừng nhớ nhung chi để cho khóe môi buồn. Đừng cố chấp chi tìm kiếm những lý do gì, thì cứ buông tay để tôi mãi nơi này. Whisky đêm này, hồn ta trên mây, cần em nơi đây để ta vơi đi những nỗi buồn, vơi đi những nỗi sầu. Dù biết sẽ có lúc tình ta sẽ xa, dù là xa nhau đôi chút hay là xa nhau mãi mãi, thì anh vẫn luôn ở đây chờ. Yeah, sau đêm nay đôi ta sẽ có khi nào gặp lại. Vẫn yêu, vẫn thương, vẫn nhớ và mong, dù là lướt qua nhau thôi, cuốn theo dòng đời trôi. Yeah, yeah. Oh, oh. Cuốn theo dòng đời trôi. Wow. Giọng khàn khàn ấy hay hả? Giọng tự nhiên ấy phải không em? Dạ. Thấy cũng dây dưa ghê vậy. Dạ. Tại bài này nó khá là dễ thương với em, là tại vì lúc đó em với người yêu em cãi nhau. Thế nên là em có hỏi người yêu em một câu, đó là em cứ như vậy thì ai chịu nổi em. Người yêu em kêu là đầy đứa. Hả? Thế là cái chữ đầy đứa mà khi mà mình viết không dấu lại là nó nghe như là dây dưa ạ. À, là hai bạn nhắn tin với nhau hả? Dạ không, cãi nhau. Cãi nhau đẩy đưa mà em nghĩ ra thành từ dây dưa luôn.
dây dưa là khi nào hai đứa chia tay rồi xong rồi là nó quay lại rồi đi ra rồi chia tay lại mới dây dưa, chứ tự nhiên hai đứa chia tay luôn cái đẩy đưa, đầy đứa cái thành dây dưa luôn. Dây dưa tức là muốn chia tay mà hoài mà không có chia tay được nó mới gọi là dây dưa. Nó cũng hoặc là như vậy. Bởi vì đầy đứa nó mình là dây dưa. Nói chung là nó bị cái vậy nè, vài năm trước khi Việt Nam Idol mà có một bạn như em á là thích lắm, là vừa đàn vừa hát vừa sáng tác được rồi kia đúng không, mà năm nay tự nhiên nhiều quá trời luôn mà còn hay nữa chứ. Mà còn hay nữa thì cuối cùng mình bị giống nhiều người, nhưng mà giọng em thì cũng có khác, là có cái độ khàn cũng rất là hay, mang cái tính dễ dãi nhẹ thì chị cũng rất là muốn đưa em vào. Còn không biết là hai anh thì như thế nào. Thực ra thì đúng là cũng có nhiều cái mô hình nhạc sĩ vừa đàn vừa hát như em thật. Nhưng ở cái chất của em, anh vẫn thấy đâu đó có cái chất nghệ sĩ vẫn còn hiếm. Và em thích nghe nhạc rock đúng không? Dạ, em thích rock ballad, pop rock. Nó không nặng quá đâu, không có metal lắm ạ. Thì anh cũng có cảm thấy là cái chất đó hiện giờ thì nó vẫn còn hơi thiếu cái chất đấy. Thành ra anh cũng đâu đó cũng muốn có em có mặt ở trong cái vòng tiếp theo, nhưng mà đang ở cái mức độ lưỡng lự đấy. Anh thì anh đếm sơ sơ mình đã có khoảng 3-4 bạn. Với anh thích mấy cái bạn kia hơn. Vì cái năng lượng á, anh cảm thấy nó hợp với năm nay hơn. Em chưa thuyết phục được anh. Như em nói đó, em cũng... Dây dưa. Nếu dây dưa nhẹ dây dưa thì cũng... Anh nghĩ là anh em mình có thể cho bạn ấy một cái cơ hội vé bạc để vào cái vòng cân nhắc. Cho em thử một đoạn bài hát tiếng Anh để em thuyết phục thử anh Dũng. Nếu mà anh Dũng có thử suy nghĩ, tại vì nếu mà tiếng Anh thì em có thể chơi country rock. Chị nghĩ là không cần. Vì anh... Thật ra cả ba anh chị đều... Anh Tuấn là... Đều suy nghĩ cả. Vẫn còn suy nghĩ, có nghĩa là một nửa, chị một nửa. Là em chỉ hơn được anh Dũng một nửa thôi. Đó, giờ mà thuyết phục anh Dũng một nửa hay mà là một... Mất hai nửa kia. Cẩn thận mất hai nửa. Thì vẫn sẽ là... Đúng. Một là mất luôn. Hai là mình sẽ có một cái sự cân nhắc nữa. Chị nghĩ là hợp lý cho một cái vé bạc dành cho em. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh chị ạ. Yeah. Chúc em may mắn nha. Ok. Ok. Hey. Chúc mừng bro. Vậy là đã có tấm vé bạc rồi. Vậy. Các giám khảo em thấy có tâm đắc với những lời nhận xét của họ không? Dạ có chứ. Tại vì em nghĩ là đứng trước những cái tượng đài đó thì em nghĩ em cũng sẽ hơi run và dòng sau em sẽ cố gắng thuyết phục mọi người hơn. Dạ. Hy vọng là vòng sau chúng ta lại có cơ hội duet hát đôi một bài gì đấy. Em hy vọng sẽ gặp lại anh ạ. Về chào chú bé cầm đàn. Chào anh. Hey, xin chào tất cả mọi người, mình là Dữ Tuyết. Mình hay hát gọi là hát lót á cho các ca sĩ nổi tiếng trước khi họ bước lên sân khấu. Và đến với Việt Nam Idol 2023 đã mang một cho mình một cảm giác khác rồi. Đó là sự hy vọng và sự chiến thắng, ít nhất là chiến thắng bản thân mình. Mà có thể là biết đâu được, đây là cơ hội để cho mình trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Thí sinh tiếp theo của chúng ta là cô gái hôm nay đã chọn cho mình trang phục rất là ấn tượng. Diệu Tuyết, mà có biệt danh là xinh đẹp. Cái này là ai đặt cho em vậy? Ý là anh có thấy em xinh đẹp không? Có, đương nhiên rồi. Dạ, thì tại vì nhiều người thấy em xinh đẹp nên em đặt danh cho em là Dữ Tuyết xinh đẹp luôn. Em nghĩ là hôm nay em sẽ quyết tâm để lấy tấm vé vàng và đi thật là sâu rồi so với chương trình. Đem giọng hát của mình đến cho tất cả mọi người được biết để làm cho gia đình, ba mẹ tự hào luôn. Và chắc chắn là với cái tinh thần quyết tâm này thì anh nghĩ là em sẽ không để bất cứ một cơ hội nào lọt qua tay mình. Dạ đúng vậy. Ok. Cảm ơn anh. Xin mời. Nguyễn Thùy Diệu Tuyết. Wow, đẹp quá nè. Lời nói đầu tiên em xin được phép gửi lời chào đến ba vị ban giám khảo. Tên đầy đủ của em là Dữ Tuyết xinh đẹp. Là họ Dữ. Tên đẹp hả? Tên đẹp. Dạ, thật ra là nghệ danh em lấy đi hát là Dữ Tuyết xinh đẹp. À, có nghĩa là khi mà MC giới thiệu là xin mời quý vị đến với ca sĩ Dữ Tuyết xinh đẹp. Dạ đúng rồi, nhưng mà chị phải nhón nhán cho nó mạnh một chút. Dữ Tuyết xinh đẹp. À, chị hiểu. Ôi,
rồi, thật là bất ngờ. Em đi hát ở đâu? Dạ em đi hát ở Sài Gòn, hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Rồi, thế bây giờ em định hát bài gì? À, dạ bài hát em mang đến ngày hôm nay đó là một sáng tác của Yến Lê ạ, ca khúc Vì Yêu Ai Đó Quá Nhiều ạ. À ha, xin mời các bạn đến với Diệu Tuyết xinh đẹp. Xinh đẹp. Đúng rồi ạ, phải nhấn nhá một chút nữa. Cảm ơn chị. Giờ thì ai dám tin những gì mà anh cố giấu? Người ta nói đến đâu cũng chỉ vì yêu ai quá đậm sâu. Nhìn vào mắt em này, tình yêu là như thế đấy mà không có còn ngọt ngào. Nói rằng em là tất cả, em không thể cứ nhớ anh thêm nữa vì không còn như lúc xưa. Dù điều đó có khó khăn thế nào, dù có quên anh thì sao? Bao tháng ngày yêu đến vậy, yêu luôn cả những đổi thay, đến cuối cùng thì người đến đâu là người yêu quá nhiều. Đã qua tiếc nuối anh ơi, kêu ta giờ ở hai nơi, cứ cố gắng đến bao giờ hai ta đã đi quá xa. Yêu thương trong anh nhiều là thế, và lâu nay anh xem như là chẳng từng quen. Dối lừa đắng cay hứng hờ, là khi em thấy qua tôi như vô tình, xem tôi như vô hình lần nữa. Cho đi yêu thương nhiều làm gì khi anh chọn cách ra đi. Đừng có nắm lấy đôi bàn tay không thuộc về em nữa. Đến cuối cùng thì người đến đâu là người yêu quá. Cũng xinh đẹp đó. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Anh rất là quý cái sự tự tin ban đầu của em khi mà em giao lưu, em nói chuyện. Nhưng mà lúc em hát á, anh có cái cảm nhận là trong cái cuộc sống em phải cố gắng rất là nhiều. Với anh nó thấy có hai cái sự mâu thuẫn đó. Và anh nói thiệt, anh không biết, tự nhiên anh hơi cảm xúc một tí xíu. Chúng ta làm TV, chúng ta hay nói những cái điều rất là mơ mộng về cái nghề này, về ước mơ, nhưng mà thật ra cái nghề này nó nghiệt ngã. Anh thấy anh rất là may mắn, thành công, bởi vì có nhiều cái điều kiện hơn nhiều người khác. Anh cảm nhận được cái sự yêu và cố gắng của em trong cái nghề này. Nhưng mà anh nghĩ nó hơi khó để mình đi đâu đó cho nó xa và để thành công. Thì tự nhiên anh hơi xúc động ngang xương vậy thôi. Tự nhiên mình thấy bởi vì mình thấy mình may mắn quá. Đó là lý do mà mình rất là yêu quý anh Dũng Phong mọi người. Dễ thương quá. Hiện nay em đi hát đủ sống không? Dạ, thật ra nói chỉ đủ để trang trải thôi. Chứ theo con đường này mà không được nổi tiếng, nó cũng không thể nào là một cái nghề nuôi sống bản thân mình được ạ. Xin lỗi ạ. Anh Nhung làm cho em rất là xúc động. Khi mà nói đến cái nghề, những gì mà em cố gắng mà chưa làm được. Những cái lời anh chia sẻ chạm đến trái tim của em mà em rất xúc động. Anh
cái sự tự tin của em ban đầu thì đúng là chỉ là cái bề nổi để cho em che giấu cái bản thân của em. Và em càng cố lên như vậy thì nó lại càng không nên, theo chị thấy là vậy. Mình tự tin là rất tốt nha, nhưng mà cái sự tự tin nó phải toát ra từ bên trong của mình chứ không phải bằng lời nói hay là những cái bên ngoài cái cử chỉ. Bởi vì thường là người ta không có giới thiệu mình vậy được. Em phải thay đổi cái nickname của bản thân ngay. Vì mình có thể tự tin nhưng mà mình cũng không thể bắt người khác sẽ xướng tên mình là một người xinh đẹp được. Đúng không? Dạ. Đó là mình nói vậy thôi chứ không có phải là mình không được nói như thế. Dạ. Nhưng mà nếu thực sự nghiêm túc với công việc này thì mình phải nghiêm túc ngay từ ban đầu. Cho nên em hãy suy nghĩ kỹ, hãy dùng cái sự tự tin đó để làm cho mình trở thành một Diệu Tuyết khác biệt. Thì chị nghĩ là cái giọng hát của em nó đủ chạm đến người nghe đó. Em có khả năng, có giọng hát sâu thẳm. Cách hát của em cũng có những cái mới, cũng có những cái chưa mới. Chị thì không có ý định chọn em vào cái vòng trong đâu. Nhưng mà sau cái câu chuyện cũng như là cái lời chia sẻ của anh Dũng mới tự nhiên chị bị xúc động ngang lắm. Cho nên đối với chị sẽ say yes. Còn chị? Anh chị có một chút khác biệt một chút. Cái phần trình diễn vừa rồi ấy với anh là ấn tượng. Bởi vì một ca sĩ mà hát một cái bài Việt ấy, nó ra được chất cái soul và R&B ở cái mức độ như của em ấy, không nhiều. Chọn được những cái không gian, những cái nốt để luyến láy cho nó thật R&B rất là khó, bởi vì nó sẽ vướng cái dấu. Và cộng thêm với cái màu giọng của em nó cũng rất là hiếm ấy. Anh đồng ý cho em vào vòng sau. Em cảm ơn anh Tuấn nhiều lắm ạ. Anh chỉ nghĩ tất cả những gì anh nói rất là chân thành, là tất cả giám khảo cũng không phải là vì câu chuyện đâu, mà mọi thứ nó rất là chân thành. Và anh mong rằng tụi em tới cái nghề này bằng cái sự chân thành tốt hơn là cái sự mình làm quá mình. Ok. Ê, tuyệt vời. Cảm ơn chị nhiều lắm ạ. 2, 3. Yo. Tự nhiên này tới gió chơi chơi gì tự nhiên anh bị xúc động ngang không? Bình thường anh khó xúc động lắm á. Anh là bị gọi là thánh đơ á trai. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Em cảm ơn mọi người đã cho em cơ hội này. Giờ tên đầy đủ của em là gì? Dạ tên đầy đủ của em là Diệu Tuyết ạ. Em cảm ơn chị. Em sẽ ghi nhận tất cả những lời khuyên của anh chị và cố gắng thật là nhiều. Cố gắng nha. Dạ. Tỏa sáng, tỏa sáng. Wow, nói được, làm được. Em đã quyết định đổi nghề nhanh rồi chui cho mọi người. Tên đầy đủ của em bây giờ chỉ là Diệu Tuyết thôi ạ. Vẫn xinh đẹp nhưng mà cái đấy để người đúng rồi khác ạ. Tự cảm nhận đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Và các bạn là bây giờ là chúc mừng Diệu Tuyết. Thế thôi. cảm ơn nhiều em. Okay. Mọi người ơi, mình đã làm được tấm vé vàng trên tay của mình là minh chứng cho con đường mà mình đến với quảng trường danh vọng nó đã rất là gần rồi. Và trên con đường này thì mình không phải chờ đợi ai đó đến hát nữa mà chính mình là người hát. Con đường đến với Việt Nam Idol và sự nghiệp âm nhạc của mình chính thức bắt đầu. Từ những lời nhận xét chân thành và rất tinh tế của ban giám khảo, các thí sinh đã học hỏi được rất nhiều từ những người đi trước dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh. Đây chính là điều lớn hơn mà Việt Nam Idol mang đến cho tất cả các bạn. Có một cái điều đặc biệt của Việt Nam Idol năm nay, đó là có những thí sinh từ Mỹ, từ Nhật. Em là một trong những người đó. Vậy thì có cái lý do gì mà khiến em quyết tâm như vậy? Anh biết là em có công việc cũng rất là bận rộn ở bên Nhật. Em không ngờ là
hiện tại là em có thể ngồi ở đây để tham gia cuộc thi. Cái đam mê cá hạc của em nó trỗi dậy từ lúc nào không biết luôn. Em chỉ kịp book vé máy bay và chỉ kịp đóng một đồ bộ đồ để đi thi và về Việt Nam. Nhưng mà đi theo tiếng gọi con tim thì không có gì là sai cả, chỉ có đúng thôi. Nhưng mà kiểu tiếng gọi lưng này nó nhắn quá mà em không phản ứng được luôn. Gọi cái lên được luôn. Gọi cái lên luôn. Ok. Đã lên luôn ấy, thì là mình mang luôn vé vàng ở lại lâu lâu một tí. Chúc chàng trai đầy quyết tâm này sẽ giành được vé vàng chứ. Nhưng mà trước khi bước vào làm miếng nước đi. Cho nó bình tĩnh này. Rồi là giọng thật là ngọt ngào này. Cái này Fuji quá hẳn. Cái này còn núi Phú Sĩ nè. Em cũng đang mệt đấy. Cái này uống em nghĩ nó sẽ khỏe lên. Đúng. Cảm ơn anh nhiều ạ. Ok, let's go. Hi, chào bạn. Konnichiwa, watashi wa Chan Tien Mingyata to moshimasu. Shushin wa Fue desu. Ima wa Tokyo de interior setsukei toshite hatarayteimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Hajimemashite, konnichiwa. Chưa hát ở đã người khen hay vậy. Nihonjin desu ne. みたいですね. そうですね. Về nhà Mỹ Tâm bắn tiếng Nhật ầm ầm nha. Ie, skoshi. Hajimemashite. Hajimemashite. Welcome to Vietnam Idol. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Em đùa đấy. Chị cũng đùa đấy, chị biết em mới tiếng Việt được mà. Đây, em tên Minh Nhật rồi. Dạ, em tên là Minh Nhật, em đến từ thành phố Huế. Chị cũng biết nói tiếng Huế luôn. Em ở Nhật được bao nhiêu năm? Em sang Nhật được 6 năm rồi ạ. Em rất là thích phong cách nội thất của Nhật Bản. Em qua Nhật để em học lên thạc sĩ. Nhưng mà trong quá trình học ấy, em may mắn được một cái công ty tuyển dụng là tuyển em vào làm kỹ thuật sư. Em đã quyết định là không có học lên thạc sĩ nữa, xây dựng cái sự nghiệp của mình ở Nhật Bản. Bay về đây là để thi cuộc thi này. Không, em có tuyển ở bên Nhật đúng không? Dạ, năm nay chương trình có tuyển ở Nhật Bản. Em rất là bất ngờ luôn. Chương trình này giàu lắm em ơi, giàu. Quy mô mà. Em không ngờ em đang ở Nhật nhưng mà em vẫn tham gia được cuộc thi Việt Nam Idol. Hay quá. Em hạnh phúc lắm. Ok. Ok. Rồi bây giờ em sẽ hát bài gì? Em sẽ gửi đến ban giám khảo một ca khúc mang tên là Story. Ca khúc này là tiếng Nhật ạ. Tiếng Nhật luôn. Dạ, em xin bắt đầu bài hát của em ạ. Mời em luôn. ちあがれば、また動き始める。一人じゃないから、私が君を守るから、あなたのある顔が見たいと思うから、時穴が見えてく。 痛みと共に流れてく日の光が優しくて照らしてくれる時に人は傷つけ傷つけながらその間の色はそれぞれ違うけど自分だけのストーリー 作りながら生きてくのだからずっとずっと諦めないで一人じゃないから私が君を守るからあなたの笑う顔が見たいと思うから 時穴が見えてく痛みと共に流れてく日の光が優しくて照らしてくれる すごい。
Ryuto Zemasta. Có ai nói với em là em cũng giống giống người Nhật không? Cũng có. Tên cũng tên Nhật. Người mặt cũng cũng hơi giống người Nhật. Rồi đi học thiết kế, rồi nội thất là Nhật là cũng là đỉnh rồi. Xong hát cũng tiếng Nhật luôn. Giọng em rất là tình cảm nha. Cái bài hát này làm cho chị cảm giác rất là nhẹ nhàng. Phải nói là rất có cảm tình khi nghe em hát bằng tiếng Nhật. Đây là thần tượng âm nhạc Việt Nam, idol thì anh nghĩ là mọi người vẫn muốn nghe. Khi em hát tiếng Việt như thế nào? Và em sẽ hát một ca khúc của Vũ mang tên là Bước Qua Mùa Cô Đơn ạ. Mùa thu rơi vào em, vào trong giấc mơ hôm qua. Mùa thu ôm mình em, chạy xa vòng tay vội vã. Lời em nói ngày xưa đâu đây vẫn âm thầm chìm vào trong mây. Đến bao giờ dặn lòng em không mong nhớ. Em hay hát nhạc Việt là vẫn theo phong cách Nhật. Đúng. Cái hay là chỗ đó có nghĩa là em hát cái gì em cũng qua là Nhật luôn. Nó không phải là kiểu nhạc hát như thế. Mùa thu rơi vào em, vô trong giấc mơ hôm qua. Nó là một chuyện khác. Còn bé đang là mùa thu rơi vào em, vào trong giấc mơ hôm qua. Mùa thu rơi vào em. Đó, nó vẫn là Nhật như cái bài trước em hát luôn. Oh. Có khi nào hát ở bên Nhật người ta nói em hát kiểu này kiểu Việt Nam thích hơn hay sao? Chị đang nghĩ là nha, không biết là vòng trong là tất thua rồi. Cái cuộc sống của em ở bên Nhật ổn không? Em cảm giác như là em cũng hợp với đất nước Nhật Bản. Em hòa vào được cái xã hội đó. Nhưng mà nó vẫn có nhiều cái quy tắc rất là khắt khe. Ví dụ như là lúc mà mình xin nghỉ việc một tuần là tối thiểu. Em xin phép ở công ty ngồi thêm cái chuyện này nữa nè. Đó, anh chị cũng đang thắc mắc rồi. Thì em đã báo cáo giám đốc của em trước một ngày. Và ông giám đốc thực sự rất là hoang mang. Xong rồi sao nữa? Em cũng chia sẻ đây là cái niềm đam mê thực sự của em. Em cũng rất là may mắn được cái sự ủng hộ, cũng hơi miễn cưỡng thôi. Ví dụ mà em đi một hành trình dài với Việt Nam Idol chẳng hạn thì câu chuyện gì sẽ xảy ra? Em có chơi làm chủ được cuộc sống không? Lỡ như em vào trong rồi nên em mất việc. Trời rồi em sắp xếp không, sao? Không, cái đó là nghiêm túc, cái đó anh nói nghiêm túc. Mà có khi em lại đi chiến một cái chỗ của một người khác, người ta có thể đi đường dài hơn. Đúng là em cũng đã từng suy nghĩ rất là nghiêm túc về cái việc là công việc và cái cuộc thi này. Em sẽ thảo luận với giám đốc về cái việc là có thể em sẽ về Việt Nam để làm từ xa hoặc là sao đó. Không, cho nên vậy anh cũng vẫn suy nghĩ nha. Anh suy nghĩ, em anh suy nghĩ. Em vẫn suy nghĩ nha. Anh suy nghĩ nha. Đúng rồi, ba người chung phải suy nghĩ. Nhưng mà đối với em quay trở về lần này thì em với một quyết tâm 100%. Rồi, bây giờ chị thì chị đồng ý với một cái nữa về việc suy nghĩ. Vì chị thấy cái tình cảm ở trong cái cách hát của em và cả một cái quá trình nữa. Cho nên là chị rất là muốn được cân nhắc về việc em vào vòng trong. Em cảm ơn chị ạ. Anh nghĩ là anh cũng bỏ cái phiếu suy nghĩ. Thật ra em có một câu chuyện em hát cũng tốt, tức là có một cái màu sắc. Nhưng mà nhiều khi em vào mất việc và thật ra nó cũng không sẵn sàng. Anh nghĩ là về phía kể cả công ty của bên em nữa. Đúng rồi. Và em nữa cho nên anh cũng để một cái phiếu suy nghĩ. Hợp lý luôn. Sau đó là chúng ta phải bàn với nhau như thế nào. Yeah. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Là nếu mà em không được vào em về em nói với ông sếp á là tại anh. Tại anh đó, cho nên là tôi. Em rất là cảm ơn những cái lo lắng của giám khảo dành cho em ạ. Cảm ơn em, chúc mừng nha. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Và em cảm ơn anh nghệ sĩ piano ạ. Em vẫn là phong cách Nhật. Yes. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Em cảm giác rất là cảm kích ban giám khảo là vì ban giám khảo đã nghĩ tới cái công việc của em. Và đây là lần cuối cùng mà em có thể thử sức với cái cuộc thi này rồi. Em sẽ chuẩn bị thật là kỹ càng. Tại vì em luôn luôn muốn cái phần trình diễn của mình thật là chỉnh chu nhất có thể. Rồi, chúc em may mắn nhá. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Thank you. Như vậy, thí sinh cuối cùng của tập 5 đã giành được tấm vé bạc đầy hy vọng. Liệu rằng Minh Nhật có bứt phá và nhận cơ hội may mắn đổi sang tấm vé vàng hay không? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Xin chào các bạn.
Ở tập này chúng ta có 5 chiếc vé bạc. Rất tiếc là chỉ có 2 chiếc vé được đổi màu. Và chiếc vé đầu tiên thuộc về bạn không có mặt ở đây ngày hôm nay. Đó là bạn Minh Nhật, người đã phải trở về Nhật ngay sau khi kết thúc phần thi của mình và không kịp có mặt tại buổi trao vé vàng ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta sẽ còn duy nhất một chiếc vé vàng dành cho 4 bạn. Xin mời bạn Trúc Lan. Rất tiếc phải nói với em rằng chiếc vé duy nhất còn lại đã thuộc về em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cảm ơn ạ. Còn các bạn còn lại, hy vọng là các bạn sẽ không quá buồn vì việc này. Bởi vì các bạn đã vào đến đây đã hơn mấy nghìn thí sinh đến với Việt Nam Idol rồi, đúng không? Và chặng đường tiếp theo của các bạn mới là quan trọng. Vấp ngã ngày hôm nay sẽ cho các bạn thêm được những cái kinh nghiệm, thêm những cái quyết tâm để các bạn một ngày nào đó có thể quay trở lại với Việt Nam Idol. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Xin chúc mừng Minh Nhật và Sana Huỳnh. Cả hai đã may mắn giành được tấm vé vàng bước tiếp vào vòng nhà hát. Hai bạn sẽ là hai màu sắc đặc biệt, nét chấm phá độc đáo cho bức tranh muôn màu của Việt Nam Idol. Tuần sau, tập cuối cùng của vòng tuyển chọn sẽ lên sóng. Những chiếc vé vàng còn lại sẽ thuộc về ai? Bộ ba ban giám khảo sẽ phải cân não thế nào để trao cơ hội đi tiếp cho những ứng cử viên sáng giá? Tất cả sẽ có trong tập 6 Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam, phát sóng lúc 21:15 ngày 12 tháng 8 trên kênh VTV3. Lại gần hôn em, anh sẽ đem mặt trời. Lại gần hôn em, hay anh đến trời vơi. Giờ còn đôi.